Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa thứ ba ngày 13 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua, lễ hội âm nhạc đêm đầu tiên của siêu lễ hội Vinfest Nova World Phan Thiết được diễn ra tại quảng trường Bikini Beach thuộc đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí Nova World Phan Thiết với âm thanh ánh sáng hoành tráng để phục vụ người dân du khách vui xuân. Cùng tham dự lễ hội âm nhạc có ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo người dân, du khách. Sân khấu ngoài trời lễ hội âm nhạc Vinfest Nova World Phan Thiết rất hoành tráng, với hệ thống âm thanh, công nghệ ánh sáng hiện đại, cùng với những màn trình diễn tuyệt vời của các nghệ sĩ đã tạo ra bầu không khí lễ hội âm nhạc bùng nổ bên bờ biển Phan Thiết những ngày đầu xuân mới. Hàng nghìn người dân du khách, đặc biệt là khá đông các bạn trẻ, đã cùng hòa mình vào không khí sôi động với các tiết mục bùng cháy của những nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt, nhất là màn trình diễn của dàn DJ nổi tiếng. Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu với sân khấu ngoài trời bên bờ biển Phan Thiết đã thu hút và để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách. Mình tới đây là mình chỉ muốn hòa nhập vào không khí sôi động ở đây thôi. Em thấy là Phan Thiết hiện giờ là bây giờ đang có những lễ hội và những chương trình rất là hấp dẫn để thu hút khách du lịch ở đây, và em tin rằng trong tương lai gần Phan Thiết sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Tại vì em học đến Sài Gòn, hôm nay em về thăm tiết Phan Thiết để ăn Tết, là em cảm thấy lâu rồi em mới được vui như ngày hôm nay. Điểm nhấn được người dân du khách chờ đợi nhất là màn pháo hoa nghệ thuật chờ năm mới kéo dài 15 phút được bắn lên bầu trời tại lễ hội âm nhạc Vinfest Nova World Phan Thiết. Những màn pháo hoa rực rỡ bên cạnh sân khấu âm nhạc đã góp phần làm nên một bầu không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt vào những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024. Khi hòa nhập vào cùng với tất cả mọi người vào đêm ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hào hứng. Sau cái màn pháo hoa đó thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ có ấn tượng về du lịch Phan Thiết, và những cái lễ hội âm nhạc tại Phan Thiết sẽ ngày càng phát triển hơn và thu hút nhiều người đến hơn. Vinfest Nova World Phan Thiết là siêu lễ hội mở đầu cho chuỗi các sự kiện du lịch quy mô lớn của tỉnh trong năm 2024, góp phần tạo dấu ấn và khẳng định vị thế cho ngành du lịch Bình Thuận. Trong năm 2024 này, ngành du lịch Bình Thuận đặt mục tiêu đón hơn 9,5 triệu lượt khách, riêng đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí Nova World Phan Thiết đặt mục tiêu đón hơn 7 triệu lượt khách.